Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận một ca mắc viêm não Nhật Bản, cũng là ca mắc đầu tiên trong năm nay. Đây là bệnh nhân nam 12 tuổi, địa chỉ tại Phúc Thọ, tiền sử đã tiêm 4 mũi vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản, mũi cuối cùng vào ngày 15 tháng 6 năm 2019. Bệnh nhi khởi phát bệnh ngày 31 tháng 5 năm 2024 với triệu chứng sốt cao đau đầu, đến ngày 1 tháng 6 xuất hiện cứng gáy đi lại loạn trọng, nhập Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 2 tháng 6 năm 2024, xét nghiệm mắc ELISA dịch não tủy cho kết quả dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Năm 2023, Hà Nội không ghi nhận ca mắc viêm não Nhật Bản nào, như vậy đây cũng là ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên tại thành phố sau gần 2 năm.